Chào các anh chị, thì trên tay mình đó là cái sản phẩm bản lề chữ thập. Sản phẩm này được gia công từ cái vật liệu hợp kim Antimon đúc và sau đó được xử lý các đường nét chi tiết và xi mạ theo yêu cầu của các anh chị bên nhà máy gỗ xuất khẩu. Thì sản phẩm trên tay mình có kích thước là bề rộng là tương đương với 33mm chiều này, vị trí lỗ khoét, và chiều này có kích thước là tương đương với 13mm. Chiều dài tổng thể của cái này tương đương với 60mm. Vị trí dùng để khoét lỗ âm trên đầu gỗ là tương đương với 18mm. Thì thông tin cụ thể anh có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc là các đại lý phân phối để rõ thêm thông tin chi tiết về cái dòng sản phẩm này. Thì ngoài sản phẩm này có thể gia công theo vào rất là nhiều các dòng sản phẩm khác, tay nắm núm, tay nắm tủ, sản phẩm bản lề lá, các loại bát sắt, phụ kiện thông minh, phụ kiện sắt gọn.